Thầy Dự ơi, em vốn được khen là người có lý tưởng này, có hoài bão lớn này, có khả năng ảnh hưởng đến người khác này. Vậy mà sao em mãi chẳng thành công, cứ làm sao hả thầy? Xin chào các bạn, hôm nay trên đường hai bố con đi rửa xe thì lại nhận tin nhắn inbox của một học trò. Và tiện thể khi trả lời cho học trò đó thì tôi muốn làm video này để cũng trả lời cho các bạn, để các bạn có thể biết được nguyên do vì sao mình chưa thành công và những người khác thì thành công nhé. Chính tấm gương của tôi, Hán Quang Dự, cách đây 6 năm thì thầy Dự cũng rơi vào tình trạng y như bạn ấy. Và rất là may mắn khi thầy Dự đọc được cái câu chuyện sau, câu chuyện cụ thể như thế này này. Bạn nào mà loay hoay về việc phát triển bản thân đội nhóm ấy, phát triển về hạnh phúc gia đình ấy, hay muốn thay đổi thế giới gì ấy, thì cũng nghe cái câu chuyện này nhé. Bắt đầu nào. Trong một khu mộ tại nhà thờ Wilmington ở London, nước Anh, có một tấm bia mộ rất nổi tiếng. Người ta nói nhiều nè, lãnh đạo và những người nổi tiếng trên thế giới đều bị xúc động mạnh khi đọc những dòng chữ này. Có người nói đó là bài học của giáo lý cuộc sống. Có người nói đó là một nhân cách hướng nội. Cũng có người lại so sánh đoạn văn trên với triết lý tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ của Khổng Tử. Kỳ thực đây chỉ là tấm bia mộ hết sức bình thường. Nó được làm bằng đá hoa cương thô ráp, hình dáng cũng rất bình thường. Xung quanh nó là những tấm bia mộ của vua Henry III đến George II và hơn 20 tấm bia mộ của những vị vua nước Anh trước đây, cho đến Darwin, Charles Dickens và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Vì thế nó trở nên bé nhỏ và không được người ta để ý tới. Trên đó không hề có ngày tháng năm sinh và ngày mất, thậm chí một lời giới thiệu về người chủ ngôi mộ này cũng không có. Mặc dù tấm bia mộ vô danh nhỏ bé như vậy, nhưng nó lại trở thành tấm bia mộ nổi tiếng khắp thế giới. Mọi người mỗi khi đến nhà thờ Wilmington, họ đều không thể đến thăm được những ngôi mộ của các vị vua đã từng có chiến công hiển hách trên thế giới, hay mộ của Dickens, Darwin và những ngôi mộ nổi tiếng khác. Nhưng hầu hết người ta sẽ không thể không chiêm ngưỡng tấm bia mộ bình thường này. Họ đều bị ngôi mộ này làm cho xúc động mạnh mẽ. Chính xác ra, họ bị xúc động bởi dòng chữ khắc trên tấm bia mộ này. Trên tấm bia mộ có khắc một đoạn văn như sau: Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới. Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện tôi sẽ không thay đổi được thế giới. Vì vậy, tôi rút ngắn ước mơ của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi thôi. Nhưng nó cũng như vậy, dường như không thể thay đổi được gì. Khi tôi bước vào năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi chỉ quyết định thay đổi gia đình tôi thôi, những người gần nhất với tôi thôi. Nhưng than ôi, điều này là không thể. Và bây giờ khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra, nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình từ trước, lấy mình làm tấm gương, thì có lẽ tôi đã thay đổi được gia đình mình rồi. Với sự giúp đỡ động viên của gia đình mình, có lẽ tôi đã làm được điều gì đó để thay đổi đất nước. Và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể làm thay đổi cả thế giới này. Các bạn ạ, chúng ta có thể nhận thấy, để thay đổi được những điều to lớn thì cần phải thay đổi từ bản thân mình trước. Cũng giống như triết lý của Khổng Tử, để có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thì hãy bắt đầu từ cái gốc đầu tiên, đó là tu thân. Hãy phát triển kiến thức này, kỹ năng này, phong cách sống này của bản thân mình. Cả thế giới sẽ vận động theo sự phát triển này của chúng ta. Và nếu ai đó đã quen và thân thiết với cá nhân thầy Dự cách đây 6 năm, chắc họ sẽ chẳng ngỡ ngàng nhiều về thành tựu bây giờ của thầy Dự đâu, vì họ đoán trước được nhờ các tố chất từ xa xưa khi tiếp xúc với thầy Dự rồi. Nhưng có một điều chắc chắn, họ không thể tưởng tượng được rằng cái nỗ lực lột xác bản thân từng ngày của thầy Dự trong vòng 6 năm qua nó thực sự nhiều như thế nào. Tố chất chỉ chiếm 1% thành công thôi, 99% còn lại, nó là quá trình tự thay đổi của chính chúng ta. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video sau nhé, khi mà thầy Dự lại tiếp tục kể cho bạn nghe những câu chuyện thành công để bạn có bài học, để bạn thay đổi mình mạnh mẽ hơn. Thầy Dự tin chắc rằng với những bài học như thế này, bạn lắng nghe hàng ngày thì nó sẽ khiến cho bạn có sự thay đổi mạnh mẽ. Nếu đang xem trên kênh YouTube, hãy đăng ký vào kênh YouTube này để nhận video tiếp theo, để biểu tượng nút chuông nhé, tinh tinh. Còn nếu bạn đang xem trên kênh Facebook, fanpage nào đó của Thầy Dự thì hãy click vào nút follow và để lại cái comment để Thầy Dự biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.